đề xuất xây dựng mô hình chung cư tiêu chuẩn 5 sao cho người đã mất. Những ngày qua, sự việc cho cốt ở chùa Kỳ Quang 2 bị chắt xó thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trước sự cố này, nhiều người đặt câu hỏi liệu việc gửi cho cốt của người thân tại các ngôi chùa có còn là phương án tốt nhất. Sau đây là ý kiến của Thượng tọa Thích Thanh Phong. Sau này, tất cả các chùa đều sẽ quá tải. Diện tích nhà chùa không thể đẻ thêm, trong khi đó, lượng người gửi cho cốt vào chùa lại không ngừng tăng. Chúng tôi sẽ xin nhà nước đầu tư hẳn một khu quy mô tầm cỡ quốc tế để xây dựng chung cư cho những người đã khuất, giống như Nhật Bản và Đài Loan đã làm. Do đó, mô hình chung cư chứa cho cốt theo tiêu chuẩn 5 sao là điều cần thực hiện. Thay vì một cái chung cư cho người sống, chúng ta sẽ xây một cái chung cư cho người quá cố để đảm bảo an toàn và tiết kiệm nguồn tài nguyên đất cho nhà nước. Các gia đình khi để đây cũng sẽ an tâm hơn. Sau này, chúng ta cũng nên phát triển theo hướng công nghiệp hóa, cao cấp như các quốc gia khác. Người đã khuất thay vì chôn cất ở nghĩa trang thì nên hỏa thiêu, sau đó mang cho cốt lưu trữ tại chung cư dành riêng. Chúng ta nên văn minh như Nhật Bản, Đài Loan, có thể thiêu và đưa cho cốt về. Sau này, giáo hội có những quy định về cơ sở, chuyên môn để phổ biến đến bà con, để bà con có thể quản lý cho cốt của người thân theo công nghệ cao, theo tiêu chuẩn 5 sao như các quốc gia tiên tiến. Vậy theo bạn, đề xuất trên của Thượng tọa Thích Thanh Phong là có chuẩn xác hay không? Hãy để lại comment bên dưới.